Bây giờ cái nồi nước súp mình cũng đã chín rồi nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ cho bánh canh vô. Ủa, bánh canh ngon quá cả nhà, dẻo. Chén này mình thả vô nồi mình nấu luôn cả nhà. Bây giờ mình sẽ cho hành lá với gốc hành vô luôn nha cả nhà. Cái nồi bánh canh ngon quá cả nhà ơi. Thường ngon, có thường ngon, cả nhà ngon. Xin chào cả nhà, thì hôm nay nhà mình sẽ ăn bánh canh nha cả nhà. Mình mua được ký gửi bánh canh nè. Đây là giò heo với sườn heo, lát mình nấu nước ngọt. Đây là cà rốt nè, rồi giá hẹ với ít hành. Bây giờ mình mời cả nhà cùng vào bếp với mình. Bắt ít nước lên rồi mình trụng sơ cái giò heo với sườn heo á cả nhà. Nước sôi giờ mình cho thêm ít muối và mình trụng xương với giò heo cả nhà. Xương với giò heo mình trụng xong á, mình đổ vào cái lỗ. Còn lửa than nè cả nhà, mình sẽ nướng cái củ hành này nè, hành lá phần mình bỏ vô cái nồi nước ngọt cho nó thơm á cả nhà. Để vô cái lửa than này mình nướng. Cho nó hơi vàng vàng lại là mình lấy ra mình lột vỏ được rồi cả nhà. Củ hành mình nướng vậy là cũng được rồi nha cả nhà. Giờ mình lấy ra. Giờ bắt cái nồi nước rồi mình nấu nước súp luôn nha cả nhà. Nồi nước sôi rồi cả nhà, mình cho củ hành vô. Rồi cho giò heo với xương vô luôn. Mình cho giò heo với xương vô xong cả nhà, mình sẽ cho đường phèn vô, mình nấu cho nó ra nước ngọt cả nhà, đặng mình vớt bọt. Rồi cho muối, hạt nêm và bột ngọt vô luôn nha cả nhà. Cái nồi nước súp của mình á cả nhà, chịu khó vớt bọt nó trong vắt luôn. Bây giờ mình sẽ cho cà rốt vô. Bây giờ cái nồi nước súp mình cũng đã chín rồi nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ cho bánh canh vô. Ủa, bánh canh ngon quá cả nhà, dẻo. Chén này mình thả vô nồi mình nấu luôn cả nhà. Bây giờ mình sẽ cho hành lá với gốc hành vô luôn nha cả nhà. Cái nồi bánh canh ngon quá cả nhà ơi. Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đi đến kênh ẩm thực Kim Hằng nha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục múc ban món bánh canh giò heo nha cả nhà. Mời cả nhà cùng ăn bánh canh với mình nha. Trước tiên thì mình sẽ cho giá với hẹ vô luôn nha cả nhà. Ăn món gì bất cứ phải có rau là mới hấp dẫn. Và mình sẽ chan nước tương ớt nè cả nhà. Nhìn thôi đã thấy thèm rồi cả nhà. Không biết ăn thế nào chứ nhìn vô là thấy cái bắt mắt cả nhà, xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng ha cả nhà. Mời cả nhà cùng ăn bánh canh giò heo với mình nha. Nước vừa ăn cả nhà, ngọt ngọt thanh của đường phèn cả nhà. Ngửi nhãn xương. Sườn ngon, có sườn ngon, có nhận ngon. Thank you.
Đã cả nhà, ngon. Mà nó nhà ăn phanh và heo nha. Ăn cái này thử coi nó ngon. Hay có gần cả nhà ăn đã. Giá hẹn mình không có bỏ vô thời bánh canh lên cả nhà, không có chín nó còn hơi sống, ăn đừng giòn đã. Mà bánh canh ở nhà mình ăn chắc từ sáng tới chiều. Một ký thôi, một ký rưỡi bánh canh. Mình cả nhà ăn tiếp hình vậy cũng hại nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nó khác không cả nhà. Dạ đến đây mình cũng sẽ kết thúc video nha cả nhà. Bye bye.